Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì kênh VTC9 có nhận được phản ánh của người dân tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội liên quan tới việc là đường dây cáp điện thòng xuống đường, treo lơ lửng trên đầu người dân và gây mất an toàn. Và một thông tin rất vui đó chính là sau khi mà kênh VTC9 đưa ra thông tin này và phản ánh trên sóng truyền hình thì đến nay sự việc đã được xử lý. Trước đó, tại địa chỉ trước cửa số 17 đường Hoàng Công Chất, tổ 11, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã xuất hiện bó dây cáp điện được treo lòng thòng trên tuyến đường này, gây mất an toàn, rất nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Dây cáp điện chỉ cách đầu người có vài chục cm, có sợi bị đứt sắp chạm cả mặt đường. Và sau khi đăng thông tin phản ánh của khán giả trên kênh VTC9, thì vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, đường dây cáp điện này đã được lực lượng chức năng cuộn treo lại lên cao để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua đây.